Hà Nội, 87 công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa công ty và truy vết khẩn. Sáng ngày 22 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hà Nội cho biết, một công ty trong khu công nghiệp Quang Minh trên địa bàn ghi nhận 87 công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, chính quyền đã yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động, phong tỏa để phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan. Hiện chúng tôi đang đợi kết quả xét nghiệm PCR khẳng định của 87 trường hợp này từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Công ty này có khoảng 320 nhân sự lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh nói, tính đến 11 giờ trưa cùng ngày đã có 12 trường hợp có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bên trong công ty hiện có 20 nhân sự, thực hiện 3 tại chỗ. Huyện đã gửi văn bản đến các địa phương liên quan để tiếp tục truy vết và cách ly theo đúng quy định. Trước đó hồi cuối tháng 10, huyện Mê Linh xuất hiện ổ dịch nóng tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, vượt 200 ca nhiễm một ngày. Nguồn lây được xác định từ một số công dân đi làm ăn tại tỉnh Hà Giang trở về địa phương. Thời điểm này, dịch COVID-19 tại Hà Giang đang diễn biến căng thẳng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh đã thành lập tổ công tác chuyên trách phòng chống dịch, huy động lực lượng giáo viên, đoàn viên thanh niên cùng tham gia để nhanh chóng bao vây, xử lý triệt để ổ dịch tại thôn Bạch Chữ. Theo thống kê của CDC Hà Nội tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 11, trong đợt dịch thứ tư, huyện Mê Linh có tổng cộng 312 ca mắc COVID-19, trong đó 7 ca sàng lọc người ho sốt cộng đồng, 274 ca thuộc ổ dịch cũ hoặc đã được kiểm soát. Huyện giả soát được 17 người về từ các ổ dịch mắc COVID-19, từ đó ghi nhận 12 ca nhiễm thứ phát do tiếp xúc gần hoặc liên quan tới những người này. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội có tổng cộng 7.726 ca dương tính, trong đó 2.852 ca cộng đồng và 4.874 người đã được cách ly. Thành phố hiện ở màu vàng, tức nguy cơ trung bình.